Sáng nay 1 tháng 2, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa dân hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã quên mình hy sinh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Xuyên Mộc, nguyện ra sức phấn đấu, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển giàu đẹp. Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.